đây là chiếc cốp. Cốp này 40 lít nha cả nhà. Cốp này rất là đẹp này. Chiếc cốp này trong đội xe mô tô GZ Tuyên Quang là chưa có ai có đâu này. Nhìn rất là lạ luôn. Mà cũng có quai sách nha cả nhà này. Đấy, rất là tiện lợi khi mình đi du lịch, đi phượt những chuyến hành trình xa, rất là tiện lợi. Đây là khóa này. Khóa thì cũng giống các cái khóa của cốp khác thôi. Chiếc cốp này nó tên là cái gì đây nhỉ? Winning à? Winning. Chiếc cốp này anh chủ xe anh mua về để lắp cho con xe GD này cả nhà. Đây, con xe GD của anh đây. GD 110, con xe rất là mới luôn. Tuyên Quang mình là rất ít người có những xe này đâu. Mình yếu xe GZ là nhiều. Anh đã vừa rồi anh đã lắp hai cái thùng hai bên rồi. Và lắp cái chống đổ, hộp đựng đồ và kiêm chắn ấy nhỉ, chắn bùn đúng không? Kiêm chắn bụi. Hộp đựng đồ là có hai bên hai cái chống đổ luôn. Chống để đồ này, anh chỉ tô cám đấy. Và mình giới thiệu với cả nhà cái chiếc cốp 40 lít này của anh. 40 lít rất đẹp, để lưu vậy. Có cả bên sửa đây. Đây là có chỗ tựa lưng luôn này. Cũng rất là êm nha cả nhà, mút rất êm luôn này. Anh ơi. Đây là anh Lam, đội trưởng đội xe. Và anh mở cái cốp ra xem là bên trong nó cái diện tích sử dụng nó được nhiều. 40 lít nhưng mà nhìn nó gọn gàng lắm. Đấy, bên trong nó có gì đấy cả nhà. Cốp này 40 lít. Đây. Nó có những cái này là cái giá này. Để giá để cài cốp ấy. Giá để cài để quần áo mưa. Giá này để quần áo mưa trên chốc cốp. Cái này là để cài cốp. Cái này là cái bát để dưới để mình bát đặt cốp lên này. Đấy. Có cả cái lưới là để mình cài áo mưa bên trên này. Để cài vào đây. Còn cái này là mình để trên nóc nhỉ, trên nóc cốp nhỉ. Nóc cốp. Cũng rất là tiện lợi luôn. À, anh thì để lên trên nào. Đây. Nóc cốp rất tiện lợi. Trên nóc cốp luôn. Đấy. Rất đẹp. Rất là đẹp nha. Được chưa? Sau cái lưới này đặt lên đây. Lưới đặt trên để mình lưới đặt đây để móc về để móc mình giữ áo mưa không biết đồ điếc. Đồ. Mua đấy 20 cái bánh mì kẹp vào đây cũng được, tiện. Cho đi câu được cốp. Đi câu và rất là thuận lợi. Móc áo dưới đây. Cốp này đèn nó không có đèn xi nhan đâu đúng không? Không lắp đèn xi nhan, không lắp đèn đúng qua. Đây. Không lắp cốp đèn dưới đây. Tại vì là mình có đèn của hai cốp kia rồi thì không cần. Cái này chỉ có nếu như thì lấy một cái vỉ gài thôi nữa. Đúng rồi. Vỉ gầm gài thôi nữa. Vâng. Thì nó sẽ là thì là đèn phanh. Đèn phanh. Đấy, mình chế cái đèn phanh anh đẹp. Này sẽ chế đèn phanh. Vâng. Mai lắp thì sẽ có đèn phanh. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn cả nhà cùng lắp cái cốp để vào con xe GD của bác. Mình giới thiệu qua về chung chung về cái cốp của bác ấy thôi. Còn mai lắp thì mình sẽ quay sau. Gọn gàng nhỉ, nó lặng không anh? Rất đẹp, chắc chắn. Rất chắc chắn đúng không? Cái này rất chắc chắn và dày. Đúng rồi. Cốp này rất dày và chắc chắn. Đi cái này thì không bao giờ kêu sợ kêu. Cảm thấy nó chắc chắn. Cốp này chắc chắn nên không bao giờ bị vè kêu. Đúng rồi. Đấy. Rồi, bây giờ mời tất cả nhà mình cùng xem anh em kỹ thuật viên xe lắp cái chiếc cốp sau cho chiếc xe Suzuki GD của đồng chí Thắng trong câu lạc bộ GZ Tuyên Quang. Đấy. Đây là chiếc bát nhé cả nhà. Mình sẽ lắp cái bát này vào trước. Đây, sẽ lắp vào cái gác ba ga này. Vâng, anh để vào đi ạ. Để như lúc đấy anh ạ. Để dọc thế không được đâu. Yếu. Nó khỏe theo cái ba cái này. Anh sẽ đỡ vào đây. Nó đấy, nó chính nó đấy. Cái này thứ hai. Thế xong mình sẽ đặt vào đây. Đấy, mình sẽ đặt cái bát này vào. Bát này lùi vào đây kìa. Bát mình đặt đúng chiều nha cả nhà. Tại vì cái chiều này nó có cái ngoàm này là mình sẽ ngoàm cái cốp vào. Thì đúng chiều thì nó mới chuẩn. Còn bên dưới những cái thanh loan này mình để cho nó hợp lý là được. Mình giữ này nhá. Đấy, thế rồi. Thế là xong. Lắp trên này trước đi. Nó có cái điểm giá trước.
Tất cả hai cái đi xe đó, hai cái đều diện giữ giá. Nong đen gì không? Nong đen gì đến như phần từ bên ngoài cho tay ra ngoài kệ đây, kệ đó, tí mình vặn chặt mình chỉnh xong máy nó đến đây là nó không vặn tay nữa. Rồi anh có bỏ tay là bình thường, cứ vặn chắc cái bát này vào cái là mình đặt cốp thì nó khỏe thoải mái. Đây mà có một cái miếng độn đây thì nó rất khỏe. Rồi. Rồi giữ dưới này, mình trên mình tròn mình vặn. Độc lăng. Con đấy nó dự bị mà. Con này độc lăng dự bị. Con này á, anh muốn đây. Anh đặt một cái đây cho nó khỏe này. Không có đấy để sau. Nhưng mà anh phải chế chế được cái ngoàm lên ấy. Anh bắt được cái chữ U ấy. Đây bám lên này. Ngon nhất. Dưới giữ ở trên anh dùng cái lục lăng. Anh vặn. Đây anh giữ này cho em. Anh giữ này nhá. Giữ anh cứ bỏ tay anh giữ hẳn này cho em này. Đấy giữ này nhá. Sau khi lắp xong được cái bát gọi là cái đế nhỉ? Đế. À. Bây giờ mình sẽ đặt cái miếng đệm này vào. Đệm vào. Đây, nó có một cái đệm. Không, đệm êm đấy. Gắn phát là tự nó khít với nó vừa mà. Không. Ý là giấu các cái sàn này. Nó có cái cạnh, chẳng có cạnh nó. Kiểu cái chỗ để xe gà. Đây nó có cái vít nữa anh. Để chân. Có cái vít. Còn cái vít nào? Còn hai cái vít. Trong này nó còn cái này là à đây này, cái đấy là cái bắt cái hộp cái sao có hai cái vít nhỏ vào hai cái ốc này. Thì lúc nào anh nhân lên cái này anh để nguyên cái bát này lại. Đúng rồi đấy. Đó đấy, hai cái vít trắng này. Cùng là đặt cốp lên. Đến giường. Đây. Quay giới thiệu là cái ngoàm đây. Mọi người để ý nhá. Đây nó có cái ngoàm đây. Khi mình cài là mình đẩy cái cốp vào để nó giữ. Đây ạ, nó ăn khớp theo cái đầu khớp này. Đấy, mình sẽ đưa cái đầu khớp này vào.
anh nghiêng một tí. Đây cả nhà nhìn nhá. Lùa từ đây vào. Lùa vào này. Đấy, nó khớp vào này. Sập vào cái là xong. Nghe đấy, kịch cái là mình kịch cái là xong. Vỗ vào tí cũng được. Đấy, căng đây luôn. Con ốc này. Cả nhà nhìn nhá. Con ốc này vặn vào đây. Đây trong này nó có con ốc luôn này. Đấy, đây. Đây. Có đây, cái bát vặn đấy, nó này. Này là xong. Đấy. Mình sẽ siết chặt lại. Vặn bằng tay thôi. Những cái tua đi là mình đến đến nhà nghỉ. Nhà nghỉ là mình sẽ tháo cái này ra là mình nhấc cả cốp đi. Rất là thuận lợi. Nó thay cho một cái túi du lịch luôn đấy cả nhà. Thay một vali. Còn cái bát bên trên này. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Rồi, anh thử đóng rồi nè. Đóng khóa này. Đấy. Xong. Ngon chưa cả nhà? Cốp rất ngon. Quá ngon. Chắc chắn. Cái này đựng được 20, 40 lít bia nhỉ? 40 lít cốp bia. Cốp này là cốp 40 lít. 40 lít bia. Cho 40 lít bia vào đây tha hồ. Đây, còn một cái giá bên trên nữa. Cái giá để đồ áo mưa, áo miếc đi đường. Đây nó còn cái lỗ gì đấy? Giá này là... Lỗ này này. Lỗ này là móc móc lưới. Cái lưới đâu nhỉ? Cái lưới qua đây. Nó còn móc lưới này. Cần lưới hôm qua vào để ở trong cốp này này. Trong này anh em. Trong cốp này. À đấy đấy. Cái này phải khoan à? Phải khoan. Bắt vít luôn chứ. Cái này bắt vít. Bắt vít chân luôn. Bắt vít thẳng xuống luôn à? Bắt vít thẳng luôn. Có bốn chân ở đây rồi. Tức là cái nỗ là nỗ đây. Nỗ là bây giờ mình lấy dấu. Đánh dấu mình khoan lên, khoan bây ngược giờ, lên. Bây giờ lấy dấu. Đây các bạn nhá, đây là lưới để chụp đây. Móc đây. Đấy, lưới để chụp áo mưa. Mình sẽ lắp cái giá ở trên. Còn đây là cái lưới giá. Đây nó gọi là cái dây dây nó thay cho cái dây chun, cái con chun, dây chun này, chun, cái chun lưới. Để mình giữ đồ. Anh để tạm cái mũ bảo hiểm ở đây cho nó. Đây đây. Đây anh đang tạm mũ bảo hiểm. Đặt lên đây. Đi đường mình có hai mũ chẳng hạn, mình mang thêm một mũ đi để mình diễu hành. Đây các bạn nhá. Đấy. Thì mình sẽ đấy, thấy ạ. Đấy, nó giữ luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Dây chun kia buộc không được đâu. Nó phải dây lưới này. Đấy. Nhà phân phối họ đã cấp luôn cho cả cái dây chun này, dây chun lưới này. Rất là tiện lợi. Quá tuyệt luôn. Và cả nhà xem ạ. Cả nhà thân yêu, đây có một cái quai sách của tay cầm đây. Đây là cái quai sách. Khi cần khi đến nhà nghỉ là mình tháo cái chốt trong ra là mình nhấc như kiểu nhấc cái vali ấy, nhấc vào trong nhà nghỉ luôn, nhấc vào phòng luôn. Rồi, ok anh.